bạn đã quay trở lại với YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Cách đây không lâu thì Oppo đã đưa ra thị trường Việt Nam của chúng ta chiếc Oppo A91 ngay thời điểm mùa dịch. Và bây giờ thì Oppo tiếp tục đưa ra tiếp chiếc Oppo A92 là một sản phẩm kế nhiệm và nó cũng sẽ có những cái sự nâng cấp và khá là ngon dành cho người dùng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp ra để xem với Oppo A92 chúng ta sẽ có những gì. Thời điểm mà mình mở hộp chiếc máy này thì mình vẫn chưa có mức giá cụ thể nên các bạn sẽ cùng nhau chờ đợi bài viết ở trên tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam nhé. Bên trong đầu tiên chúng ta sẽ có một hộp nhỏ đựng sách hướng dẫn sử dụng cũng như là một ốp lưng bằng silicone. Bên dưới tiếp theo thì sẽ là thân máy chiếc Oppo A92. Nếu như mà nhìn vào họa tiết mặt lưng sơ sơ qua một chút thì khá giống họa tiết trên chiếc Oppo A91. Bên dưới nữa thì sẽ là cục sạc và cục sạc này sẽ hỗ trợ sạc nhanh tối đa là 18W. Chúng ta sẽ có sợi cáp sạc USB-C và tai nghe jack cắm 3.5mm. Ok, và đó là tất cả những cái món phụ kiện sẽ đi kèm theo chiếc Oppo A92 này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với nhân vật chính là chiếc Oppo A92. Thì với cái sản phẩm này chúng ta sẽ có hai màu sắc để lựa chọn. Thứ nhất là màu đen, thứ hai là màu trắng. Nói chung là tùy theo sở thích thì các bạn sẽ lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình. Với cái mặt lưng này, phiên bản màu đen thì nó sẽ có những họa tiết giống tương tự như trên cái mặt lưng của chiếc Oppo A91 là những cái đường vân nó tỏa ra nhìn rất là đẹp. Và khi mà các bạn nghiêng ra ánh sáng này, nó giống như kiểu là cái vùng cụm camera này sẽ là một cái mặt trời và sau đó nó tóe cái ánh hào quang ra rất là đẹp. Và khi các bạn sử dụng ở ngoài thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng long lanh thì rất là đẹp mắt, nói chung là nó đẹp. Mặt lưng này vẫn sẽ là build từ nhựa và nguyên toàn bộ phần khung viền chiếc máy cũng sẽ là từ nhựa luôn. Nhưng nó vẫn sẽ mang đến cho chúng ta những cảm giác khi mà cầm nắm là rất chắc chắn, không có tí nào gọi là ọp ẹp trên cái phần mặt lưng của sản phẩm này cả. Thế nhưng có một cái điểm đấy là mồ hôi, dấu vân tay và trơn trong quá trình sử dụng là không thể tránh khỏi. Nên tốt nhất các bạn hãy sử dụng với những chiếc ốp lưng. Đến với cụm camera của chiếc máy này thì nó sẽ có được những cái cảm biến giống tương tự như trên chiếc Oppo A91. Là cảm biến giống tương tự thôi nhá, chứ còn thiết kế thì nó đã khác đi. Nó sẽ là một cụm hình chữ nhật như thế này. Và nếu như để so sánh giống với một chiếc máy nào đó trên thị trường thì mình có thể nói rằng nó giống tương tự như những chiếc Galaxy S20. Nói chung rằng là cái việc thiết kế như thế nào thì mình không nói. Miễn sao cho nó nhìn phù hợp và ok là được rồi. Cảm biến chính chúng ta sẽ có là 48MP, cảm biến góc siêu rộng 8MP, cảm biến macro 2MP và cuối cùng là cảm biến đo độ sâu trường ảnh 2MP. Tức là nó sẽ có những cảm biến giống tương tự như Oppo A91 và trước đó Oppo A91 đã được khen rất nhiều phần camera rồi. Thì mình tin rằng Oppo A92 cũng sẽ làm cho các bạn hài lòng. Chắc chắn là sẽ làm cho các bạn hài lòng. Quay ra với phần mặt trước, ở đây mình sẽ có một màn hình kích thước 6.50 inch, độ phân giải là Full HD cộng tấm nền IPS. Nó không còn là tấm nền AMOLED giống như trên chiếc Oppo A91 nữa, nên đây cũng là một cái điểm mà mình cảm thấy hơi hụt hẫng. Giá như mà Oppo vẫn mang cho chúng ta một tấm nền AMOLED thì khi đó những cái trải nghiệm hiển thị trên màn hình nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Thế nhưng nó cũng đã có một cái điểm được cải biến đi một chút, nó đã không còn sử dụng cái thiết kế màn hình kiểu giọt nước, giọt mưa hay là màn hình lõm một cái gì nữa, mà nó sẽ sử dụng màn hình đục lỗ và cái lỗ của nó ở bên cạnh trái. Và đây cũng sẽ là một cái điểm làm cho mình hài lòng. Bởi vì khi mà sử dụng cái thiết kế màn hình lõm xuống một tí, giọt mưa, giọt nước gì đó, thì các bạn sẽ có nguyên một cái vùng đen ở trên đây. Còn khi mà Oppo đã đục lỗ cho chiếc máy này ở trên màn hình thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn ở bên góc trái này. Và khi mà các bạn có sử dụng xoay ngang để chơi game ạ, thì ngón tay của bạn cũng đã che khuất đi cái phần đục lỗ của camera, nên chúng ta cũng sẽ không bị khó chịu trong quá trình sử dụng nữa. Nói chung rằng cái phần màn hình thiết kế như thế này là mình thấy rất là ok. Chủ yếu đấy là mình mong muốn rằng chiếc máy này có màn hình AMOLED giống như trên cái sản phẩm A91 thì nó sẽ còn ngon lành hơn. Còn về cấu hình của nó thì chắc chắn khi mà là một sản phẩm ra sau thì nó cũng đã được mang lên những cấu hình mới mẻ hơn và tốt hơn để cho các bạn có thể sử dụng. Và chắc chắn cấu hình này cũng sẽ làm cho các bạn hài lòng, bởi vì nó được sử dụng một con chip đến từ Qualcomm là Snapdragon 665. Các bạn sẽ có 8GB RAM và các bạn sẽ có 128GB bộ nhớ trong. RAM và bộ nhớ trong thì không nói, như chip Snapdragon 665 thì chắc chắn nó sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm gaming tuyệt vời hơn hẳn so với con chip Helio P70 đang có trên A91. Nên đây là một cái điểm mà mình có thể nói rằng A92 sẽ rất hút người dùng ở phần mua máy về để gaming. Nói chung rằng là cụ thể về hiệu năng của nó như thế nào thì còn cần có những cái bài test. Mình sẽ có những cái bài test để gửi đến các bạn sau. Còn bây giờ thì vẫn sẽ chỉ là chém gió về thông số cấu hình của nó mà thôi. Và cầm trên tay có gì thì nói được nấy mà thôi, chứ cũng chưa thể nào mà nhận xét ngay được. Còn về pin của sản phẩm thì nó sẽ có dung lượng lớn lên tới là 5000mAh. Chắc chắn nó sẽ giúp cho các bạn có một khoảng thời gian sử dụng là rất thoải mái khi mà kết hợp với một chip tầm trung như thế này. Và như ban đầu video mình đã nói, chiếc máy này cũng sẽ được hỗ trợ sạc nhanh 18W nữa, nên pin của nó đã trâu rồi, tốc độ sạc cũng nhanh. Thì
cái vấn đề sử dụng pin trên chiếc máy không bao giờ là vấn đề mà các bạn cần lo trên Oppo A92 cả. Nói chung với Oppo A92 thì đây là một sản phẩm mang khá nhiều những cái điểm được nâng cấp lên từ Oppo A91 và nó rất hữu dụng. Còn các bạn thấy sao về sản phẩm này, xin comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới phần bình luận của video. Và thưa các bạn thì mức giá bán của nó sẽ nằm trong khoảng bao nhiêu thì cũng hãy để lại cái bình chọn và cũng như là cái dự đoán của các bạn phía bên dưới nhá. Và cũng có thể là khi mà lên video này thì giá bán chính thức của nó cũng đã được public rồi. Nói chung rằng là có hay chưa có thì các bạn cứ để dưới nhá. Bây giờ thì xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.